Thưa quý vị, trước những sự cố đáng tiếc xảy ra do cây phượng ngã đổ tại một số trường học, công tác kiểm tra, rà soát lại cây xanh tại các địa phương, đặc biệt đối với cây phượng cổ thụ được các trường học thực hiện. Tuy nhiên, việc một số trường hợp có cách xử lý khá tiêu cực như chặt bỏ, thay thế toàn bộ cây phượng lâu năm do tâm lý là lo sợ liệu có quá mức hay không, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại Đà Nẵng. Vị trí này từng là cây phượng hàng chục năm tuổi, tỏa bóng mát trong sân trường. Dù hàng năm đều được công ty cây xanh đô thị cắt tỉa, kiểm tra, nhưng chỉ đến khi nhà trường phát hiện dấu hiệu sinh trưởng bất thường của cây và cắt bỏ thì mới phát hiện ra cây đã bị mục từ phía bên trong. Tiếp tục kiểm tra các gốc cây phượng còn lại, nhà trường phát hiện có dấu hiệu mục rỗng. Phải nói rằng nếu như mắt thường rất khó phát hiện những cái cây mà nó có nguy cơ. Và từ cái cây đó thì mấy hôm nay là nhà trường có cho khoan gốc những cái cây phượng còn lại để kiểm tra và quyết định là cuối tuần này là chấp nhận, là mặc dù rất là tiếc nhưng chấp nhận cưa bỏ tất cả các cây phượng còn lại trên sân trường để chờ cái mùa hè đến thì sẽ trồng thay các cái cây khác vào đó. Sau sự cố cây phượng bật gốc ở một số địa phương, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiến hành rà soát và chặt bỏ, thay thế những cây phượng lâu năm có dấu hiệu mục rỗng. Dù đây là biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng nếu thực hiện quá tiêu cực sẽ khiến sân trường thiếu đi bóng mát. Ở mình đây là cái vùng gần biển, gió, mùa bão là rất là nguy hiểm. Thành thử những cái cây mà cái rễ của nó mà cảm thấy không an toàn thì cũng nên thay thế. Mà thay thế chứ đừng có chơi đấu họ hết rồi cuối cùng cái sân trường thành ra không có cây xanh thì cũng không được. Có một số cây mà vẫn trong sự an toàn, nhà trường đánh được sự an toàn thì chúng ta cũng không nên phải là chặt bỏ hoàn toàn những cái cây đó, vì thời tiết nắng nóng mà chúng ta chặt cây thì nó rất là ảnh hưởng đến giờ học của các em, đặc biệt là những cái thời tiết nắng nóng vào những tiết 4, tiết 5 buổi sáng hoặc là tiết 1, tiết 2, 3 buổi chiều thì các em không thể học được. Đối với công tác rà soát lại hệ thống cây xanh trong trường học, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các trường học phối hợp với các đơn vị chuyên ngành cây xanh để xử lý, đảm bảo an toàn và phù hợp. Đối với những cái cây mà chúng ta thấy rằng là nó vẫn còn đảm bảo an toàn, không vì cái xu thế chung hiện nay là đã quá sợ, thì chặt bỏ thì nó cũng rất là đáng tiếc. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta nghe theo cái sự tư vấn của công ty cây xanh để chúng ta có được những cái quyết định đúng đắn nhất cho cái hệ thống cây xanh trong trường hiện nay. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chương trình học của trẻ năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 6, đầu tháng 7. Và dưới thời tiết nắng nóng cao độ của mùa hè, việc đảm bảo bóng mát của cây xanh tại các trường học là điều rất cần thiết.